Baby rất là thích. Nhưng mà cô chú ơi, Baby thích đâu? Thích à. Đây. Baby khăn cảnh cho mọi người xem nha. Rồi, bà xã thấy Khoa thích không? Thích. Anh có thể mà trang trí cái quạt. Trang trí cái quạt hả? Là ý em mà sao nghĩa là vui rồi. Là cho màu. Cho màu phải không? Với là em thấy cái quạt này nó tối quá, giờ muốn làm cho nó nói chung là sáng nổi lên đúng không? Đúng rồi. Thì ngay thì đúng rồi, ngay phòng khách đó thì nó hơi tối thì cũng tết nhất tới thì nó cũng hơi hơi xấu. Bây giờ ba suy nghĩ giờ bây giờ suy nghĩ đi, tận dụng những cái đồ chơi của mấy nhỏ nè. Bây giờ anh sẽ làm cái chiếc quạt thành quạt bảy sắc cầu vồng thôi, sắc cầu vồng ha. Dạ. Cái quạt nó nổi luôn. Thử. Cái miếng mà mốt đó mà nó chơi, nó mấy đứa nhỏ chơi nó bỏ nè. Bây giờ anh lụm lại nè, bây giờ anh lụm có năm màu. Chế biến lại hả? Bây giờ anh sẽ chế nó lại. Bây giờ cái năm màu như thế này nè, đây là những cái vật dụng mà bỏ đi vậy nè, thấy không? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu cam với lại là màu tím. Thì bên cạnh đó thì mình cần phải có một cái, có thể là mình dùng cây súng bắn keo hoặc là mình dùng keo hai mặt bắn xe được sử dụng được nha. Thì nói chung là những hình dáng dính vào là được rồi. Đây là cái chiếc cây kéo. Rồi bây giờ thực hiện thôi. Bắt đầu. Trước tiên đó thì mình sẽ tháo cái quạt ra. Đây. Rồi. Có bây khi giờ... nào anh lấy cái quạt này anh dán vô? Chính xác luôn. Bữa nay bà xã tôi mới thông minh nè. Là mấy sắc cầu vồng. Đúng rồi. Cho nó màu màu nổi đây lên. Bây giờ mình sẽ bây giờ cái cánh đối với cánh quạt này phía mặt tiền của nó thì mình sẽ dán cho nó mấy cái năm màu lên đây. Sau đó mình sẽ bắt mình thử coi cái kết quả nó thành phải quạt bảy sắc cầu vồng không nha. Chính giữa. Thì nó có cái màu nó sẽ tiệp nhau hết luôn, màu nhìn nó rất là đẹp luôn. Dạ. Để thử coi nha. Dạ. Mình viên diện mình bỏ nó qua một bên. Đây. Rồi. Còn cái này á thì mình sẽ chế tạo đi. Cắt nó. Bây giờ mình sẽ cắt thì dọc như thế này đi. Kìa Vy có ba làm cái cánh quạt màu rồi Vy. Để coi kích thước nó đây. Còn mình cắt nó nhỏ thôi cũng được, không cần bự đâu. Không có qua đó điện á. Đây. Điện giật á. Đây nè. Đó. Thấy lạ lạ ta. Thì mình làm nó, mình chế nó lại thôi, nếu như là cho nó có màu sắc tiếp đỉnh thì mình thấy nó sẽ con mắt nó sẽ tươi sáng hơn. Đó. Đó, bác bị khoái rồi đó. Bị cười. Bác bị phớt màu cam. Vậy. Đỏ nha. Đây. Đồ tổ đại không? Vy là mấy tuổi? Con mấy tuổi? 4 rồi. Tuổi, gà ăn trứng. Ồ, gà ăn trứng nữa. Gà ăn trứng. cái rồi, này xong. Mình sẽ tương ứng với năm màu của nó. Xanh, màu đỏ, màu cam, màu tím và màu vàng. Đó, mình sẽ dán thêm ở trên đây luôn, cho hết con quạt luôn. Đây. Màu tím đi. Ừ. Đó, mình sẽ dán thêm vô cho nó cánh quạt rồi nó sẽ nhiều màu đẹp hơn. Rồi. Tiếp theo bên đây mình cũng tương tự. Một cục là màu vàng. Có tím nữa. Nhỏ nhỏ nữa bạn. Hộp. Đây một cam. Đó là cam. Ừ. Màu gì để cho em bé mày nói nè. Màu gì? Màu đỏ. Rồi. Cái cam gì? Màu đỏ này nè. Rồi, cái rồi, chưa nha. Mình dán ít thôi. Mình có thể là dán vài màu thôi. Dán màu màu xanh,
Bà đỏ nữa. Ừ, bà đỏ. Đó. Với thêm cái mọc cam đi cho nó nổi. Được chưa? Cẩn thận lên nha. Xong. Bà coi nó quay nè, nó quay nè. Đó cái cánh đó. Rồi à, tới một cam. Ba làm nó quạt nó cay quá à. Hả? Ba làm nó quạt nó cay quá ta quá. Cái nào nó không hơi thiếu cam thì mình sẽ ảnh nó thêm để mình coi nó là gió nó quạt á. Rất là mạnh. Nó sẽ tróc keo à. Đó. Sau khi hoàn thiện á thì mình sẽ dành bóp cái đầu này ra. Mình cho quạt nó chém gió nó không có bị hạn chế lượng gió nữa. Ok chưa? Nóng chết luôn nè. Đây. Đây, bé Bi xem đây. Đẹp quá nè. Nè bé Bi mời cô chú coi ơi. Ba làm cái ánh quạt ngũ sắc bảy sắc cầu vồng đẹp không? Đẹp rồi em bị. Ờ bây giờ là gắn vô nha. Rồi bây giờ gắn vô đi. Rồi. Bây giờ tới công đoạn lắp ráp để cho bé Bi và mẹ lắp ráp nha. Lắp theo hình bán nguyệt các em. Rồi một tay vịn cây cái kết quạt rồi một tay đẩy vô. Rồi đi. Đó. Dạ em thấy lắp ráp vô rồi nhìn thấy cánh quạt nó khác biệt không? Đẹp quá. Cái màu nó ngộ không? Ngộ, thấy chưa? Quay sơ thôi là thấy thấy sáng liền rồi đó. Bây giờ đây, ổ điện kìa. Ráp khi vô. Bây giờ ghim điện vô thử trước đi. Em coi coi. Đó, bây giờ bắt anh thử cho mọi người xem nha. Wow. Thấy không? Không. Đây mình sẽ quay xa xa cho mọi người xem thử nha. Thì từ cái chiếc quạt mình thay chế ra thành một cái chiếc quạt bảy sắc cầu vồng như thế này nè mọi người. Thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó, em bắt đứng lại cho mọi người xem thử đây. Đây, mình lại gần sát luôn nha. Bởi vì đi xa xa nè con, cái lồng quạt nó không có lồng quạt rồi. Bởi vì rất là thích luôn, bởi vì thích không? Nhưng mà cô chú ơi, baby thích không? Thích. Thích à. Đẹp không? Không lại gần nha. Chưa ba chưa ra ba má chưa gắn lồng quạt á. Đây. Bây giờ cận cảnh cho mọi người xem nha. Rồi bà xã thấy khoa thích không? Thích. Cái màu rất là sáng luôn. Thì nãy thì cái quạt nó màu thì rất là tối. Nếu mình gắn mình chế những cái đồ ve chai vô những đồ bỏ như thế này nè mọi người, bỏ miếng mót bỏ đó thì mình sẽ có được đẹp cái ha. Đây, những mốt bỏ như thế này nè. Nhìn thấy nó đẹp quá. Mình dán vô nhìn nó nhìn rất là đẹp luôn. Giống như mình coi cầu vồng vậy á. Em tắt thử đi. Rồi nè. Thấy giống như bảy sắc cầu vồng vậy, nhìn rất là đẹp luôn. Nó thấy rất là ngầu luôn. Nè, đó. Chứ mà bảy sắc cầu vồng luôn, quá đã luôn. Đây nè. Nhìn thấy cái màu sắc nó tươi sáng, nhìn thấy nó cũng tươi mát hơn nữa ha. Thấy thích rồi đó. Thấy nó dễ chịu hơn. Rồi, rất là đã luôn á. Vâng thì Út Lê vừa chia sẻ với mọi người cũng giống như là Út Lê cũng làm một cái chiếc quạt cho gia đình mình trang trí cho chiếc quạt nó từ một cái chiếc quạt thông thường rất là màu rất là tối màu đen thì mình chuyển thành một cái chiếc quạt cánh bảy sắc cầu vồng như thế này nó nhìn nó rất là tươi tắn và rất là trẻ trung luôn thì mình thấy rằng nó rất ok thì nếu nói chung là cảm thấy Út Lê và bà xã mình chia sẻ với cùng mọi người thì chiếc quạt bảy sắc cầu vồng này nó hay thì mọi người hãy nhớ cho bà chỗ Út Lê xin một like và nhớ đăng ký kênh bật chuông báo để dõi theo những video tiếp theo của kênh Út Lê miền Tây nha. Bây giờ thì lúc này thân ái chào tạm biệt và chúc mọi người có những chiếc quạt thật đẹp nha. Bye bye. Bye bye, bye, bye con, bye bye, bye bye cô chú con. Nhìn nè, nhìn bye bye cô chú rồi.